Sân bay St. Helena nằm khá cô lập giữa Đại Tây Dương, được mệnh danh là sân bay vô dụng nhất hành tinh do không tiếp nhận máy bay nào kể từ khi xây dựng xong cách đây hơn một năm. Thế nhưng mới đây, báo The Times đưa tin, hôm qua chiếc máy bay đến từ Nam Phi chở theo khoảng 60 hành khách đã có chuyến đáp đầu tiên tại đây. Công trình sân bay này ngốn khoảng 285 triệu bảng Anh, khoảng 370 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những đầu tư đắt đỏ nhất của chính phủ Anh, tính theo kinh phí trên đầu người. Ước tính mỗi người sống ở vùng lãnh thổ bé nhỏ phải gánh kinh phí lên đến 60.000 bảng Anh. Tuy nhiên, do nằm ở địa hình gần đá, trên địa bàn luôn có gió thổi mạnh, gây khó cho việc hạ cánh máy bay, cho nên sân bay này không có máy bay nào hạ cánh kể từ khi xây dựng xong.